cả nhà, hoàng biết chào tất cả mọi người nhé, lại là hoàng biết đây mọi người ơi vào chia sẻ livestream cho hoàng biết nào, hello cả nhà cả nhà ơi cả nhà ăn cơm chưa lại là hoàng biết nè <laughs> nhớ cả nhà ghê á mình ngày đi làm là chỉ nhớ chỉ có mong sao được lên được lên nói chuyện với uh, giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị thôi ạ <laughs> mọi người ăn cơm chưa có một bạn ở trong live stream rồi nhưng mà không biết là bạn tên gì không thấy xuất hiện không thấy không thấy, không thấy tên ạ à. bạn có thể à anh thư hả nhanh ghê nhờ anh anh thư ăn cơm chưa chào cô chào con nhá cố gắng học tư duy để mà mà mà, mà làm giàu nhá thư nhá <laughs> rồi chào tất cả quý cô chú anh chị nhé à, Hoàng Viết rất nhờ rất là là Dạ chưa cô oh, chưa ăn cơm luôn hả ăn cơm muộn quá nhà ăn cơm sớm sớm rồi còn vào xem nghe cô like chứ cô ăn tối rồi cô đi làm về xong là cô ăn tối sau đó cô lên uh, uh, giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị cậu nhà... các ạ Mọi người đã ăn cơm chưa? Hoàng biết ăn cơm rồi và hiện tại giờ tây nguyên thì cũng xe lạnh. Quý cô chú anh chị ạ. Tây nguyên mùa này mới có xe lạnh thôi. À chào Triệu Tiên Nguyễn nhá. Triệu Tiên Nguyễn uh, cũng là một cổ đông ở cà mau đúng không ạ? Hoàng biết cũng đang cũng có đối tác ở cà mau. Triệu uh, Tiên Nguyễn ạ, có gì thì anh em kết bạn và giao lưu nói chuyện với nhau nhá. À, bạn là bạn là lê ngọc định á, bạn hôm qua kết bạn với em rồi đó. hiện tại giờ là triệu tin nguyễn có làm đối tác không nhỉ? mọi người ơi hãy chia sẻ à ok chị ạ, rồi cố gắng chị em cùng kết nối để mà lan tỏa cái cơ hội này đến với thật nhiều người nhá. Ở tầm hè chị sẽ hẹn gặp em và các đối tác của chị ở dưới cà mau à, hoàng biết cũng chưa bao giờ được đi đến cà mau và cũng mong sao sẽ có một chuyến thật sự là à, đi đến à, cái gì nhở miền à, cái gì nhỉ? gọi là gì chưa à, cực à, nhiều khi lại không nói lại nhớ mà nói lại quên <laughs> uhm. dạ yeah, nào chị xuống chị em mình gặp đúng rồi à, có thể là hè chị sẽ xuống hè chị sẽ xuống cà mau một lần bởi vì thật sự là trong cái tâm thức của hoàng biết rất là khao khát đi xuống cà mau nhưng mà ôi nó là sẽ chưa có chưa có dịp để mà quen những người bạn ở đấy và ngày hôm nay lại được có dịp có đối tác của mình ở đấy luôn cho nên là rất là vui hoàng Viết mong đến ngày đến hè thật nhanh để mà được đi đến cà mau mũi cà mau đúng rồi đấy đất mũi cà mau à, đúng rồi À, à chào em kiều phượng nhá đấy em kiều phượng vào cái là chia sẻ cho chị liền rất là tuyệt vời luôn cảm ơn em rất là nhiều luôn rất cảm ơn em kiều phượng nhá rất là nhiệt tình luôn chia sẻ cho chị cảm ơn em nhiều nha em kiều phượng cũng là một người cũng là một người em là làm từ từng là cô giáo đúng không và cũng bức phá xé rào à, hiện tại giờ là tập trung hai vợ chồng luôn hai vợ chồng tập trung một trăm để mà lan tỏa cái cơ hội này đến tất cả tất cả mọi người quý cô chú anh chị ạ, cho nên rất là tuyệt vời Mỗi cơ hội mà người ta mà khi mà mình đã nhận ra được cái giá trị của nó rồi thì chúng ta sẽ dễ à, làm à, rất là à, nhiệt huyết đúng không ạ, rất là nhiệt huyết luôn ạ, đấy giống như là cái sự đam mê với yêu rồi đúng không ạ, khi mà chúng ta đã yêu rồi thì chúng ta cảm thấy nó thật sự là làm bằng cái sự cháy bỏng, làm bằng một cái 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 nhiệt huyết đúng không ạ, cái đam mê của mình luôn. giống như là lý do tại sao ngài chủ tịch chúng ta lại cứ cả thế giới quay lưng nhưng ngài lại gì nhỉ, cứ nghiên cứu, nghiên cứu và nghiên cứu. bởi vì sao? đấy chính là sứ mệnh của ngài đúng không ạ? đấy chính là cái đam mê của ngài đúng không? ngài sứ mệnh là một nhà khoa học cho nên ngài phải nghiên cứu và nghiên cứu cái gì để tạo ra giá trị cho nhân loại đúng không và giải cứu giải phóng nhân loại thì ngày hôm nay ngài đã làm được những cái điều rất tuyệt vời như vậy đúng không quý cô chính trị cho nên chúng ta ngày hôm nay được đồng hành được là những cây cánh tay nối dài cùng với ngài chủ tịch thì thật sự không còn cái miền hạnh phúc nào hơn quý cô chính trị ạ cho nên là chỉ biết là làm sao nỗ lực hàng ngày hàng ngày để uh, lên live stream để chia sẻ đến tất rất rất nhiều người uh, khắp các vùng miền đúng không của tổ quốc chúng ta đúng không ạ để làm sao cho thật sự nhiều người đặc biệt là những người nghèo hiện tại giờ thì quý cô chú anh chị biết rồi những người nghèo nhất chúng ta cũng có thể có cổ phần ở đây đúng không ạ qua cái những cái gói chào mừng năm mới đấy quý cô chú anh chị thấy là một tháng một tháng có một triệu ba thôi năm tháng là chúng ta đã có một gói là um, 500 đô 40.000 cổ phần quý cô chú anh chị ạ 40.000 cổ phần ơi, 40.000 ngàn cổ phần nó tương đương với bao nhiêu nhỉ? À, nếu như là định giá một đô thì chúng ta đã có 40.000 đô, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, 40.000 đô thì nó tương đương với cái tiền Việt Việt Nam chúng ta là bao nhiêu quý cô chú anh chị? 800 mấy triệu nhỉ? 800 mấy 900 triệu đúng không quý cô chú anh chị? Nó rất là lớn đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta có thể hình dung ra được là từ những cái số tiền rất nhỏ thôi từ những cái đồng tiền tí hon của chúng ta thôi đúng không ạ nhưng ngày hôm nay nếu như chúng ta biết cách vận dụng cuối của chính chị ạ họ biết nghĩ là một tháng à năm tháng có 250 đô 250 đô là rơi vào cỡ tầm là bao nhiêu nhỉ 6 triệu mấy thôi cuối của chính chị ạ 6 triệu mấy thôi đúng không ạ đấy có 6 triệu mấy thôi mà chúng ta cũng có thể có cơ hội để nắm giữ cổ phần của một tập đoàn lớn đúng không ạ và sau này chúng ta cũng có cơ hội để bứt phá, bước vào giới của người giàu. Thì không có lý do gì mà chúng ta lại không không đón nhận đúng không ạ? Có 6 triệu thôi quý cô chú anh chị ạ. 6 triệu thì chúng ta được à 6 triệu thì chúng ta sẽ được 20.000 cổ phần cổ phần quý quý cô chú anh chị nhé sẽ được 20.000 cổ phần. À, còn nếu như chúng ta trả góp 500 đô thì chúng ta sẽ được 40.000 cổ phần. Đấy, quý cô chính chị thấy không à nhân dịp năm mới đúng không tập đoàn chúng ta đã mở ra những cái gói rất là tuyệt vời cảm ơn em kiều phượng nhiều nha nãy giờ là 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 chia sẻ cho chị rất là nhiệt tình luôn chia sẻ cho chị quá trời luôn đấy cảm ơn em rất là nhiều à chào em hoa phương nha hoa vương nhá chào thu phượng nha không biết là em hay là chị nữa À chào chị Dương Phong nha <laughs> Chị em mình lại là gặp nhau rồi đúng không ạ Tối nào em cũng muốn lên live stream để cùng giao lưu với tất cả quý cô chú anh chị à, Để chúng ta có những cái giây phút à, hiểu thấu hơn về doanh nghiệp chúng ta đúng không ạ Có những cái lan tỏa đến tất cả quý cô chú anh chị Nếu như chúng ta chưa tìm hiểu, chưa biết đến công nghệ UT Đúng không ạ? Thì chúng ta hãy À, mở lòng ra mở tư duy ra đúng không ạ à thì tất cả những cơ hội tuyệt vời nó sẽ đến với chúng ta thôi cứ chính chị ạ à nồng nhiệt quá em ơi <laughs> hôm nay em mặc áo đỏ chị ạ cho nên là <laughs> bởi vì hôm nay em có có kích gói cho một một người em À, cho nên là người em ấy là cũng là một một người khách mà em quen trên facebook quý cô anh chị ạ và qua một quá trình em ấy vào zoom học câu lạc bộ thì ngày hôm nay em đã nhận ra được cái giá trị và chiều nay hoàng viết đang đi làm hoàng viết đang đi dạy nhưng em nói là chị ơi em chuyển tiền cho chị à, và hoàng viết đã mua được đôi cho bạn ấy rồi nhưng mà tí nữa khi livestream stream xong hoàng viết sẽ À, hướng dẫn cho bạn ấy cái gói để nắm giữ tài sản đầu tiên à, cho ở cái cổ phần UST đối với bạn ấy của cô chính trị nhá đấy cho nên là chúng ta thấy là rất là tuyệt vời khi chúng ta giúp được à, những người em những người à, anh những người đồng nghiệp những người à, thậm chí là những người chúng ta chưa bao giờ quen biết đúng không ạ thế nhưng mà ấy, chúng ta có thể kết nối với nhau và chúng ta có thể giúp nhau đúng không quý anh chị à, chúng ta cùng tư duy cùng trường năng lượng thì chúng ta sẽ hút nhau cảm ơn chị kiều chị dương phong nhiều nhé đấy cho nên là chúng ta thấy là hôm nay họ biết sẽ đến với tất cả quý cô chú chị một cái chủ đề đó là à, à, 10 tiêu chí để lựa chọn những cái doanh nghiệp chúng ta đầu tư trước ipo của cô chính chị ạ những cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn và chúng họ biết là à, có 10 tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp để nắm giữ cổ phần trước IPO quý cô chính chị nhá cho nên là mọi người ơi hãy chia sẻ live stream và tương tác cùng hoàng biết nhé à, hôm nay mọi người ăn cơm hơi muộn sao nhỉ à, chị chị dương phong ơi ở bắc ninh bữa nay lạnh chưa chị chắc là lạnh lắm đúng không ạ à? miền bắc thì lạnh hơn ở miền nam tụi em miền nam hiện tại giờ thì cũng xe lạnh thôi nhưng mà tụi em vẫn mặc à, những cái áo à, phong phanh như thế được chị ạ. <laughs> à, mọi người ơi, hãy chia sẻ livestream cho Hoàng Biết với nha. Hoàng Biết muốn là tất cả quý cô chú anh chị thật sự là à, dành chút thời gian, bất chút thời gian có thể là vào livestream Hoàng Biết để mà chúng ta cùng giao lưu chia sẻ những cái tư duy kiến thức, có thể là về tài chính, về đầu tư đúng không về kinh doanh để chúng ta gì nhỉ à, cùng nhau làm giàu cùng nhau à, hướng tới tự do tài chính được không ạ à? à, hiện tại giờ thì hoàng biết thấy bảy người trong cái livestream của hoàng biết nhưng mà không không thấy hiện lên tên nên mọi người có thể là 19 độ em à, à 19 độ thì cũng lạnh á chị nhỉ 19 độ thì cũng khá lạnh ấy tụi em ở nhà, ở trên này thì chắc vẫn hai mươi mấy 30 độ à chào em Kim Anh nhá, em Kim Anh cũng là một cổ đông ở Tây Nguyên À, cách hoàng viết tầm là 30 40 cây số quý chú anh chị ạ. Nhưng mà mặc dù là em cũng là một đối tác mới thôi, một cái cổ đông mới nhưng mà à, hàng hàng ngày là em học hành một cách rất là chăm chỉ nhiệt tình đúng không ạ? À, những cái livestream hoàng viết thì như là em cũng xem lại về rồi, rồi có những cái buổi học à, câu lạc bộ đọc sách thì em cũng vào rất là à, rất là, là 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 chuyên cần luôn. Đấy là một học sinh rất là rất là tuyệt vời đấy quý cô chú anh chị ạ. đấy nên là chúng ta thấy là khi chúng ta vào được một cái môi trường chúng ta vừa phát triển được bản thân chúng ta lại vừa gì, à, gia tăng được tài sản và giúp chúng ta đi đến cái đích tự do tài chính nhanh hơn thì đấy chính là một cái môi trường quá tuyệt vời để chúng ta có thể roi mình vào đúng không ạ? và khi chúng ta tìm được một cái môi trường như vậy thì đấy chính là những cái điều thật sự vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta đúng không chúng ta phải là những người có phước lắm quý cô chú anh chị ạ thật sự có phước lắm có tâm lắm thì chúng ta mới gặp nhau đấy ạ đúng không ạ đấy đủ duyên thì chúng ta mới có cơ hội để gặp nhau quý cô chú anh chị ạ à, mọi người ơi hãy vào chia sẻ livestream và tương à, tác cùng Hồng viết với nha à, hôm nay thấy mọi người hơi vắng nhỉ à, chắc là đang cái giờ này thì hồng biết cũng xin lỗi À, mọi người một chút là giờ này có thể là mọi người cũng đang bận về cờ, về nấu nướng đúng không à, về cơm ăn uống này nhưng mà hoàng viết lại lựa chọn cái giờ này để like bởi vì à 8 giờ thì hoàng viết lại có cái công việc nữa đấy cho nên là hoàng viết cũng rất là biết ơn tất cả quý cô anh chị đã vào tương tác livestream của hoàng viết ạ Mọi người có thể là like chia sẻ livestream cho Hồng biết mạnh chút được không ạ? <laughs> à chào em Kim Anh nhá, thả tim cho chị rất là nhiều. Chào chị à, Dương Phong nhá. Chào chị Dương Thị Phong. À, đã thả tim cho Hồng biết rất là nhiều này. Mọi người à, cố gắng tương tác và chia sẻ livestream cho Hồng biết với nha. Hôm nay Hồng biết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề đó là 10 tiêu chí để chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp và nắm giữ cổ phần của nó quý cô chính chị nhá. 10 tiêu chí để chúng ta lựa chọn doanh nghiệp nắm giữ cổ phần. Đấy. nên là mọi người tương tác cho Hồng viết thật mạnh mà nào. Like, chia sẻ trên tất cả các trang nhóm trên các tường Facebook, Zalo nào để cho Hồng viết có thêm năng lượng để chia sẻ đến tất cả quý cô chính chị nào. À... <laughs> à rồi chào à, chào em mùng mùng phiến nha mùng phiến cũng là một cổ đông ở đắk lắc quý cô anh chị ạ cộng em ấy là cũng là cổ đông ở marrak nhà cách hoàng biết ở tầm 50 mươi à, cây số thế nhưng mà rất là nhiệt tình thấy à, live stream à, live stream nào à, mùng phiến cũng vào đúng không ạ à, rất là nhiệt tình luôn đấy cho nên chúng ta cần phải là gì à, học tập học học nữa và học mãi đúng không ạ à, giống bản thân hoàng biết cũng vậy sáng nào hoàng biết cũng phải dậy sớm để đọc sách cùng câu lạc bộ tăng tuệ tăng tầm thì tăng tiền đúng không quý cô chính chị nên người ta nói là tư duy đi trước thì tiền bạc mới theo sau cái tư duy nó rất là quan trọng đúng không ạ đấy giữa người giàu và người nghèo nó chỉ khác biệt nhau một cái tư duy thôi cái tư duy nó quyết định cái số phận của anh là giàu hay nghèo đúng không ạ nếu như chúng ta mặc định chúng ta là những người giàu có những người thành công thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những người giàu có và thành công đúng không ạ còn nếu chúng ta cứ mặc định chúng ta là đổ lỗi này đúng không oán trách này đúng không than vãn này và chúng ta cứ mặc định mình không bao giờ thành công thì chắc chắn sự thành công nó sẽ không bao giờ đến với chúng ta đâu đúng không ạ thành công là một cái quá trình nỗ lực rất là lâu nó là một cả một quá trình chứ không phải là một ngày một ngày hai mà chúng ta có thể thành công được đúng không ạ nó phải đòi hỏi cái sự đòi hỏi cái sự kiên trì nhẫn nại à chị mùng phiến là ở ek hả chị hôm nay thì à, từ hôm qua là... Hồi từ hôm qua rồi đúng không ạ? Chúng ta đã có những cái tin vui rất là lớn bởi vì tập đoàn cho chúng ta sở hữu và nắm giữ à, nắm giữ cái à, cổ phần với cái chiết khấu hết sức tuyệt vời với cái gói là gì nhỉ? Chào mừng năm mới đúng không quý cô chú anh chị? Đấy. Ví dụ hồi nãy không biết nói là có 250 đô chúng ta đã được 40.000 cổ phần. Nó à 20.000 cổ phần, Hoàng biết xin lỗi nhá, 20.000 cổ phần nó tương đương với gói 500 đô, chiết khấu 180 của quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Rồi cái gói là 500 đô chúng ta được 40.000 cổ phần Cái gói 1.000 đô chúng ta được 80.000 cổ phần Quý cô chú anh chị ạ Cho nên là không có lý do gì mà chúng ta lại gì Không nắm bắt sở hữu cổ à, sở hữu cổ phần lúc này Đúng không ạ? Thời điểm quá tuyệt vời à, Chào em Bùi Hiểm nhá <laughs> Thấy em Bùi Hiểm là thấy rất là năng lượng rồi đấy Ngày hôm nay thấy em live stream Nhưng mà chị lại đang đi làm không thể nào vào được Chào, à, chào bạn Giác Lý nhá à Mọi người có thể chia sẻ live stream và tương tác cùng Hoàng biết với nha Vậy thì chúng ta thấy là ngay cả Golden Buffett và huyền thoại đầu tư Ông vẫn thường nói là gì nhỉ? Ngay cả đôi vớ mà giảm giá đúng không? Cũng phải mua Đừng nói là cổ phần doanh nghiệp đúng không quý cô chính chị? Đấy, cổ phần doanh nghiệp là tài sản của người giàu mà ngày hôm nay Từ những cái đồng tiền tí hon nhất, đúng không Nhỏ lẻ chúng ta, đúng không ạ? 250 đô một tháng chúng ta có mất à, chúng ta chỉ cần góp là 1 triệu ba trong vòng 5 tháng quý cô chú anh chị ạ là chúng ta đã có gì có 20.000 cổ phần tương đương với 20.000 đô định giá thấp nhất có lý do là sợ giàu nên không có lấy một cổ phần thôi chị ạ <laughs> à, hello bạn Nguyễn Thu nhá Nguyễn Thu chính xác em ạ à. thật sự nếu như mà ngày hôm nay chỉ còn là sợ giàu thì mới không dám nắm giữ thôi chứ còn 6 triệu, 12 triệu. Đúng không ạ? ngàn đô thì nó là quá là là ít đúng không ạ? Và chúng ta thấy là gì? Mà trong khi chúng ta sợ cổ phần thì quá nhiều đúng không ạ? Một chiết khấu 1.90 là một cái 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 mức chiết khấu nó rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt vời đối với những cái người mà những cái cổ à, những cái đối tác mà hiện tại bây giờ nhận ra được giá trị. Và ngày hôm nay thì đội nhóm Hoàng Biết cũng kích rất nhiều gói Của chú chúng chị ạ kích rất là nhiều gói luôn đấy đấy chính là những cái tin mà à, chị ở đâu đắk lắc hello bạn thu nhá bạn thu uh, cũng có một cái lịch trình live stream thường xuyên quý cô chú chị ạ cứ 8 giờ rưỡi là bạn đấy like 8 giờ rưỡi là bạn đấy lên chia sẻ cái giá trị này đến tất cả mọi người bạn ấy rất là tuyệt vời rất năng lượng luôn rất là năng lượng luôn nghe bạn thu nói là mình cảm thấy trời ơi có thêm uh, uh, nếu là đối tác của bạn thu thì chắc chắn là không thể nào bỏ qua được cái năng lượng đúng không ạ cái nhiệt huyết nó lan tỏa nó nó chảy trong cái 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 cái, cái, cái um, tâm cảm của bạn ấy đúng không ạ rất là tuyệt vời luôn mỗi lần nghe bạn là thu livestream là cảm thấy là năng lượng tràn trề luôn đấy à, à, cảm ơn em bùi Hiểm nhé đấy à, chị ở đắk lắc chị ở buôn ma thuật em ạ chị ở trên uh, buôn ma thuật á khi nào em lên rồi chị em mình cà phê nhá chào em bích xinh đẹp chào anh giác lý nhá món quà đặc biệt đúng rồi hôm nay chúng ta sẽ có một món quà rất đặc biệt thu 80 giờ nha bạn à <laughs> 8 giờ rồi rồi sau đi bạn à, có nghĩa là mình kết thúc like là sẽ đến lượt bạn thu like Quý cô chú ý chị nhá cho nên là à, hoàng biết cảm thấy À, rất là tuyệt vời khi mà tất cả những cái khung giờ hiện tại giờ buổi tối quý cô chú anh chị ạ nếu như quý cô chú anh chị nào mà thật sự nghiêm túc tìm hiểu á quý cô chú anh chị sẽ à, lướt trên facebook thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái khung giờ nó gần như là kín luôn từ 7 giờ 8 giờ 9 giờ 10 giờ đúng không tất cả các cổ đông tâm huyết à, vẫn làm việc ngày đêm để lan tỏa cái cơ hội này đến tất cả chúng ta quý cô chú anh chị ạ lý do là bị nhiễm độc tiêu cực vào người nhiều lắm ôi bùi hiểm nói những cái câu mà rất là hay này nghe và đọc quá nhiều báo lá cải và tin sai tin sái cổ nên không dám bỏ tiền ra xem có bị lừa không cho nên chúng ta không trách họ được em ạ bởi vì mỗi người có một cái quan niệm một cái tư duy tầm nhìn khác nhau đúng rồi chính xác nếu như mà mình cứ mặc định và mình cứ uh, À, người ta gọi là tự kỳ ám thị khắc vào trong đầu mình đúng không ạ? Tiêm nhiễm những cái tin tiêu cực thì chắc chắn cuộc đời mình nó cũng sẽ tiêu vào cực thôi đúng không ạ? Nên là rất là tiếc cho họ bởi vì thật sự họ không nhìn họ không lấy một cái tư duy người ta gọi là tư duy khách quan để nhìn nhận vấn đề một cách là thực tế nhất đúng không chuẩn nguồn nhất chính xác nhất chúng ta truyền năng lượng cho nhau mà đúng rồi rất là tuyệt vời luôn cái truyền năng lượng cho nhau đúng rồi à 20 giờ cà 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 à <laughs> chết, chết rồi. à Rồi ok bạn nhá đọc nhầm một chút rồi à, 20 giờ nhá quý cô chú chị nhá à dạ con gái em đang ở văn phòng đó chị a à, vậy hả con gái đang ở cái văn phòng đó hả chị mấy bữa nay quá bận cho nên không lên được văn phòng ấy mà à, cho nên là chị à, buổi tối thì chị lên giao lưu cùng với tất cả mọi người cho nên là không có thời gian để bữa ban ngày thì chị lại có công việc á cho nên là cũng chưa có thời gian để mà lên văn phòng cũng có thời gian khá lâu rồi à chào em hoàng dân nhá chào thanh tâm nhá cảm ơn bạn thu lê đã chia sẻ cho hồng biết nhá mọi người ơi đừng rời màn hình đừng rời live stream nhá hồng biết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề đó là 10 tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp để nắm giữ cổ phần trước ipo quý cô chú anh chị ạ vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta đến với đất bất cứ một cái thương vụ đầu tư nào đúng không ạ à? một cái cơ hội đầu tư nào đúng không ạ à? thì chúng ta sẽ có những cái tiêu chí cho mình đúng không quý cô chú anh chị giống như chúng ta lập gia đình ấy đúng không ạ à? à, cái người tình của chúng ta người chồng chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có những cái tiêu chí đúng không quý cô chú anh chị nhỉ và khi mà cái người đấy đạt những cái tiêu chí mà chúng ta à, đưa ra thì chắc chắn chúng ta sẽ lựa chọn đúng không ạ à? vậy thì trong làm ăn trong cuộc sống trong đầu tư cũng thế quý cô chú anh chị ạ chúng ta đều phải có những cái tiêu chí Tiêu chí để mà lựa chọn Vậy thì tiêu chí để lựa chọn một doanh nghiệp tiềm năng trước IPO là gì? Thì Hoàng Bích cùng với quý cô chú anh chị sẽ cùng đi à, phân tách nhé à, Cái tiêu chí thứ nhất à, mà Hoàng Bích lựa chọn đó là Thứ nhất đó là doanh nghiệp đấy phải là doanh nghiệp dễ hiểu, dễ nhớ Quý cô chú anh chị ạ ví dụ như những cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện tại giờ nó chiếm lĩnh thị trường rất lớn đó chính là doanh nghiệp gì quý cô chính chị nhỉ đó chính là facebook đúng không ạ à facebook chính là cái nơi giúp chúng ta kết nối tất cả mọi người à tất cả à mọi một cái mạng lưới kết nối tất cả những cái 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 con người với nhau đúng không ạ ví dụ như hoàng biết hiện tại bây giờ ở đắk lắc nhưng có thể kết nối được với bạn thu bạn tất cả các bạn ở trong buổi live stream của hoàng biết đúng không ạ đấy vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ cái tiêu chí đầu chi đầu tiên để chúng ta lựa chọn mối doanh nghiệp nắm giữ cổ phần của nó đó chính là một cái doanh nghiệp dễ hiểu và dễ nhớ hay là ví dụ như là à, à, về cái mạng à, à, công nghệ UT chúng ta chẳng hạn đúng không ví dụ như là công nghệ UT chúng ta cũng là mối công nghệ giao thông thông minh một cái công nghệ thân thiện với môi trường một cái công nghệ giải quyết quyết được bài toán tai nạn bài toán tắc đường và bài toán chi phí rẻ đúng không ạ vậy thì chúng ta thấy là đấy chính là những cái doanh nghiệp mà chúng ta thấy nó rất là dễ vận dễ nhớ và dễ hiểu khi chúng ta tiếp cận và và góp vốn đầu tư đúng không ạ và quý cô chú anh chị cái tiêu chí thứ hai mà Hoàng Bích lựa chọn đó chính là tiêu chí về độc quyền và bền vững. À vậy thì lý do vì sao ngày hôm nay Hoàng Biết cũng như tất cả quý cổ đông quý cổ đông ut lại nắm giữ cổ phần của ut đó là gì nhỉ? Thứ nhất nó là một cái công nghệ độc quyền. Công nghệ độc quyền. À, vì sao Hoàng Biết nói là công nghệ độc quyền bởi vì tới thời điểm hiện tại chưa có một cái đối thủ cạnh tranh. À vậy thì À, trước đây thì có cái công nghệ um, hai lớp đúng không của Elon Musk đúng không ạ thế nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái công nghệ ấy mặc dù đã chi rất nhiều tiền nhưng mà hiện tại giờ dường như là bị dừng lại đúng không ạ không có à, thương mại ra thị trường nữa quý cô chú anh chị ạ và cái công nghệ chúng ta hiện tại giờ nó là một công nghệ độc quyền không có đối thủ cạnh tranh quý cô chú anh chị ạ độc quyền không có đối thủ cạnh tranh và nói như ngài chủ tịch nói đúng không? chúng ta đi trước đối thủ là 10 năm nhưng đây là cái cách nói khiêm tốn của à, của ngài chủ tịch thôi còn thực ra thì chúng ta đã đi trước đối thủ từ tầm 30 đến 40 năm của cô chú chị ạ. đấy một cái sản phẩm độc quyền một cái sản phẩm bền vững một cái sản phẩm mà cái tầm nhìn của nó đi xa hàng trăm năm đúng không ạ à, hàng trăm năm thì chúng ta thấy nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần của một cái à, cổ phần của một cái sản phẩm đúng không ạ của một cái doanh nghiệp mà có cái sản phẩm đúng không ạ? Nó nói gì nhỉ? Nó độc quyền, nó bền vững, đúng không ạ? Và nó có thể tồn tại một cái khoảng thời gian rất dài như vậy thì chúng ta có thể có thấy tuyệt vời ông quý vị, quý vị, chị. À đối với Hoàng Việt thì vô cùng tuyệt vời đấy ạ. À chào em à à, à Giang nhá, chào em Giang nhá, chào mục, à, Minh Hành nhá. Chào Nguyễn Công nhá. <laughs> Nguyễn Công cũng là một cổ đông ở Quảng Ninh mà Hoàng Việt cũng vừa mới biết em ấy. À, tất cả chúng ta đều là những cổ đông và đang đi lan tỏa những cái hạt giống tốt đúng không ạ à, những cái hạt giống thiện lành đến với tất cả à, cộng đồng đến với tất cả những cái cái những cái đối tác mà nếu như người ta nói là đủ duyên đủ phước ấy, đúng không quý cô chú anh chị nhỉ chúng ta hãy dùng cái từ đó vậy thì chúng ta thấy là đó chính là cái tiêu chí thứ hai à, khi chúng ta lựa chọn một doanh nghiệp thì cái sản phẩm của doanh nghiệp ấy độc quyền bền vững thì cái dòng tiền của chúng ta nó mới gì nó mới bền vững và ổn định được đúng không quý, quý cô chị nếu chúng ta lựa chọn một cái doanh nghiệp và cái sản phẩm của nó chỉ tồn tại cái tầm là gì 5 năm 10 năm 20 năm thôi đúng không ạ thì thì gì nhỉ cái giá trị của à, cái um, cái sự bền vững của cái công nghệ đấy của cái sản phẩm đấy nó sẽ không có thể nào giúp chúng ta đạt được cái ngưỡng tự do tài chính ổn định bền vững được đúng không ạ? Giống như Warren Buffett mà đầu tư vào Coca-Cola của cô Chuyến chị ạ. Coca-Cola là một cái sản phẩm nó đã tồn tại cách đây 122 năm rồi và cái tính cạnh tranh của Coca-Cola Coca nó sẽ còn tồn tại đúng không? nó sẽ còn cạnh tranh 122 năm nữa. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp một tập đoàn mà có sản phẩm của nó đúng là tồn uh, uh, ổn định bền vững thì chắc chắn đấy chính là một cái doanh nghiệp tuyệt vời một cái doanh nghiệp mà đem đến cho chúng ta sự thịnh vượng sự giàu có đúng không đúng không quý cô chú anh chị <laughs> cảm ơn em triệu uh, tiên nguyễn nhé rồi cái uh, cái tiêu chí thứ ba để mà chúng ta lựa chọn một cái doanh nghiệp nắm giữ cổ phần đó là sản phẩm uh, sản phẩm có phổ biến hay không với cái có là có nghĩa là gì nhỉ cái cái sản phẩm này này có phải là một chỉ có phục vụ một độ một số đối tượng hay là phân khúc một cái số đối tượng nào đó đúng không ví dụ như là chỉ có nam sử dụng hoặc hoặc là chỉ có nữ sử dụng hoặc là chỉ có trẻ em sử dụng giống như sữa Vinamilk thì đa phần là trẻ em đúng không ạ? Nó phân khúc khách hàng đúng không ạ? Hay giờ ví dụ như là những cái sản phẩm về mỹ phẩm chẳng hạn thì đa phần là nữ là người ta sử dụng đúng không ạ? Nhưng mà cái công nghệ UT chúng ta thì à, cái sản phẩm nó có phổ biến hay không quý cô chú anh chị à nó vô cùng phổ biến đúng không ạ ai ai cũng dùng đến bởi vì đây là công nghệ giao thông mà giao thông thì ai cũng cũng cần phải tham gia từ từ em bé từ trẻ nhỏ cho đến những người già đúng không ai ai cũng có nhu cầu tham gia giao thông hết quý cô chính chị ạ đấy vậy thì chúng ta thấy là gì đây chính là một cái sản phẩm nó vô cùng phổ biến đúng không nó vụ nó phục vụ cho tất cả mọi đối tượng mọi lứa tuổi mọi thành phần mọi giai cấp đúng không quý cô chú chị đấy à, chào em hồng tuyết nhá <laughs> chào hồng tuyết và chúng ta thấy là đây là một cái sản phẩm ai cũng dùng đến vậy vậy thì vậy vì sao vì ai cũng có ai cũng tham gia giao thông quý cô chú anh chị ạ. vì ai ai cũng có thể tham gia giao thông từ già đến trẻ đúng không ạ? Từ uh, con gái đến con trai, từ đàn bà đến đàn ông nó tất cả mọi thành phần mọi lứa tuổi mọi tầng lớp đều tham gia giao thông. Cho nên đây chính là một cái sản phẩm phổ biến đúng không ạ? Và gì? Nó vô cùng thân thiện với môi trường quý cô chú anh chị ạ. Nó vô cùng thân thiện với môi trường. À em chào chị à. à, Minh Tứ Đinh nhá. Chị um, em chào chị ạ. À chào tiên phong tiên hồng nhé chị chào tiên hồng nhé đấy vậy thì ví dụ như là trước khi chúng ta tham gia giao thông đúng không chúng ta muốn đi nhanh đúng không ạ thì chúng ta chỉ còn cách là đi đi con tàu ô tê thôi quý cô chính chị ạ à, một giờ À, đi được 150 cây số đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là vậy vừa đi nhanh mà vừa thân thiện với môi trường mà lại vừa an toàn mà lại chi phí rẻ thì chúng ta có lựa chọn không quý cô chính anh chị? Chắc chắn là chúng ta sẽ lựa chọn thôi đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là à, khi tham gia giao thông thì chúng ta rất là sợ bụi bặm đúng không? Khi tham gia giao thông là chúng ta sẽ bịt bịt mũi, bịt miệng đeo khẩu trang giống như hoàng biết cũng vậy bước ra khỏi nhà là đeo khẩu trang vậy thì chúng ta cũng mong muốn đi tìm một cái gì một cái một cái công nghệ sạch đúng không ạ? Thì chỉ có công nghệ UST. À, vậy thì khi tham gia giao thông chúng ta muốn an toàn không quý cô chính chị ai ai cũng mong muốn sự an toàn đúng không ạ vậy thì muốn có sự an toàn thì chúng ta lại chỉ có công nghệ ut chúng ta thôi đúng không ạ à, không gây tai nạn giao thông quý cô chính chị ạ à, bảo vệ tính mạng cho chúng ta an toàn và bảo vệ tính mạng cho chúng ta đúng không ạ loại trừ yếu tố con người không người lái vậy thì chúng ta thấy đấy chính là những công nghệ hết sức là tuyệt vời đúng không ạ chào nguyễn hồng thắm nhé cái tiêu chí thứ tư Hoàng biết lựa chọn đó là sản phẩm có tạo thói quen cho người dùng không à, sản phẩm có tạo thói quen cho người dùng không ví dụ ngày hôm nay Hoàng biết đi tham gia giao thông có phải là Hoàng biết tham gia một lần không quý cô chú chị mà Hoàng biết lại tham gia gì rất nhiều lần đúng không ạ à? rất nhiều lần vậy thì cái công nghệ giao thông của chúng ta những cái con tàu của chúng ta nó sẽ phục vụ cho chúng ta rất rất nhiều lần đúng không nó tạo thói quen cho người dùng mãi mãi quý cô chú chị ạ. Vậy thì khi chúng ta thấy là có một cái sản phẩm mà luôn luôn tạo thói quen và th khách hàng luôn tái sử dụng, tái sử dụng, tái sử dụng như vậy, thì cái dòng tiền của chúng ta nó sẽ gì quý cô chú chị nhỉ? Nó sẽ à, tự động về rất là nhiều đúng không ạ? Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? À cái sản phẩm thì nó lại có tạo nó có nó tạo thói quen cho người dùng liên tục, liên tục, liên tục quý cô chú chị nhá Ví dụ như ngày hôm nay chúng ta tham gia phòng ngày mai ngày mai năm sang năm đúng không à? ạ và bao nhiêu năm nữa khi còn tồn tại chúng ta vẫn còn gì tham gia giao thông có nghĩa là nó tái sử dụng liên tục cho người dùng đúng không à? ạ vậy thì khi mà sản phẩm tái sử dụng liên tục như vậy thì nó sẽ tạo dòng tiền liên tục cho chúng ta quý cô chú anh chị nhé à, đấy cho nên chúng ta thấy là à, chào em Hà Phan nhé mọi người có thể comment cho Hoàng biết con số uh, số 9 được không ạ thấy mọi người im quá à mọi người ơi đi đâu hết rồi nhỉ có thể comment cho Hoàng biết con số 9 đi nào <laughs> à, đấy chính là cái tiêu chí à chào em Kiều Phượng nha đấy chính là tiêu chí thứ tư có nghĩa là sản phẩm sản phẩm có tạo thói quen cho người dùng hay không thế công nghệ ut chúng ta đúng không ạ tập đoàn chúng ta à, cái sản phẩm chúng ta là luôn 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 như tái sử dụng thường xuyên Đúng không ạ? Và khi chúng ta còn tồn tại là chúng ta vẫn còn có cơ hội để tham gia giao thông Cho nên là sản phẩm luôn luôn là gì? Tái sử dụng liên tục Và cái dòng tiền chúng ta cũng sẽ được được gì? vận hành liên tục Quý cô chú anh chị nhá à, Cảm ơn em Kiều Phượng nhá Con chào ba nhá <laughs> Ba thỉnh hoàng là ba của Hoàng Viết Đây quý cô chú anh chị ạ Đấy bố ruột của Hoàng Viết đấy Hiện tại giờ cũng là cổ đông của tập đoàn chúng ta à, Cảm ơn em Mùng Phiến nhá Chào em Lê Tuyết nha à chào chào lê thắm nha à, rất là cảm ơn em thắm đã có mặt trong buổi livestream hoàng viết cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong buổi livestream hoàng viết nhá vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ sản phẩm luôn luôn tạo thói quen cho người dùng đúng không ạ khi mà sản phẩm luôn luôn gì nhỉ tái thiết thương hiệu và tạo thói quen cho người dùng liên tục như vậy thì nó sẽ tạo ra dòng tiền liên tục cho chúng ta đúng không à đấy và cái tiêu chí thứ năm đó là chi phí sản xuất tối ưu sản phẩm hay không, chi phí sản xuất thấp có tối ưu được sản phẩm hay không? Vậy thì quý cô chú anh chị đã biết rồi đúng không ạ? À, công nghệ UTE chúng ta thì chi phí xây dựng cực kỳ rẻ và dẫn đến là chi phí vận hành cũng rất là rẻ, đúng không, quý cô chú anh chị nhỉ? Ví dụ như là nếu như mà chúng ta so sánh cái công nghệ UT chúng ta so với tàu điện sắt, à, thì hay là tàu điện ngầm thì cái chi phí của công nghệ chúng ta nó vô cùng rẻ nó rẻ hơn đến 5 từ 5 đến 20 lần so với các công nghệ khác của cô chú anh chị ạ. Nó rẻ hơn từ 5 đến 20 lần so với các công nghệ khác. Ôi chào em à, cảm ơn em Lê Tuyết nhá, vào cái là chia sẻ cho chị liền à. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em Lê Tuyết, cảm ơn em Kỳ Phượng, cảm ơn em Thắm nhá. Mọi người có thể là chia sẻ và tương tác stream cùng Hoàng Viết với nha. <laughs> rất là rất là mong để gặp ở tất cả quý cô chú anh chị đấy vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ à, chi phí xây dựng nó rất là thấp đúng không nó tối ưu được cái sản phẩm quý cô chú anh chị ạ bởi vì sao chi phí xây dựng ở cái công nghệ ut chúng ta nó lại thấp bởi vì nó không hề giải phóng mặt bằng nó không phải giải phóng mặt bằng quý cô chú anh chị ạ. không phải giải phóng mặt bằng không phải di rời dân đúng không ạ à, cho nên là gì cái à, hệ à, thực vật ở phía dưới á, dường như là chúng ta giữ gần như là nguyên vẹn quý cô chú anh chị ạ À, chúng ta vẫn có thể là trồng trọt chúng ta vẫn có thể sinh hoạt ở đó ở dưới đúng không ạ? cho nên chúng ta không phải à, di rời dân không phải giải phóng mặt bằng cho nên là cái chi phí nó cực kỳ rẻ chi phí nó cực kỳ rẻ so với những cái công nghệ khác đúng không ạ? À, ví dụ như là chúng ta hiện tại giờ để mà thi công một cái à, một cây số với cái công nghệ UT thì nó chỉ mất cái tầm là năm đến là à, 5 đến là 20 triệu đô thôi đúng không ạ? À, ở từng khu vực quý cô chú anh chị nhé nó rất là rẻ hơn so với tất cả những công nghệ tiên tiến hiện tại bây giờ đấy và nó có tính cạnh tranh nó rẻ hơn từ 5 đến 20 lần so với các công nghệ khác của cô chú anh chị ạ đấy và cái tiêu chí thứ sáu à chào em Nguyễn An nhá cái tiêu chí, tiêu chí thứ sáu đó là giá sản phẩm có hợp lý không à giá sản phẩm khi chúng ta xây dựng nó có hợp lý không ví dụ như là quý cô chú anh chị thấy là gì nhỉ một tấn hàng trên một cây số thì chúng ta chỉ hoàng Bích xin lỗi nhá 100 tấn hàng trên một cây số thì chúng ta chỉ à, thu mất một đô thôi nó chỉ mất một đô phí thôi quý cô chú anh chị ạ. nó vô cùng rẻ chứ không phải là rẻ nữa đúng không ạ cực rẻ luôn quý cô chú anh chị ạ. nó vừa rẻ mà nó lại vừa thân thiện với môi trường đúng không ạ à, nó vừa bảo vệ môi trường vừa thân thiện với môi trường vừa không gây tai nạn mà lại rất rẻ thì chúng ta có lựa chọn hay không quý cô chú anh chị à, chắc chắn là chúng ta sẽ lựa chọn đúng không ạ những cái container chở hàng 100 tấn hàng trên một cây số chỉ mất có một đô quý cô chú anh ạ so với cái sự những cái 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 cái, cái um, giao thông vận tải hiện tại bây giờ chở hàng hóa đúng không ạ thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà chở hàng hóa bởi vì xăng dầu tăng cho nên cái 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 cái, cái, um, cái um, chi phí vận chuyển nó cũng tăng lên rất là nhiều quý cô chú anh ạ À, nhưng mà ngày hôm nay thì đối với công nghệ UT chúng ta thì chúng ta thấy là nó vô cùng rẻ đúng không ạ à, 100 tấn hàng trên một cây số chúng ta chỉ mất có một đô thôi có một hai mươi mấy nghìn đồng thôi quý cô anh chị ạ nó rất là rẻ đúng không ạ và tất cả đều bị đều được tự động hóa hết quý cô chú anh chị nhé đấy đấy chính là à, giá sản phẩm có hợp lý không cái tiêu chí thứ sáu đó là biên độ lợi nhuận có lớn không có đảm bảo cho các cổ đông không biên độ lợi nhuận có nghĩa là lợi nhuận của tập đoàn khi thương mại công nghệ này ra toàn cầu thì cái lợi nhuận nó có lớn không đúng không ạ nó có đảm bảo cho các cổ đông để mà hưởng cổ tức hay không ấy đúng không ạ thì chúng ta thấy là đối với công nghệ Út tiên chúng ta hôm trước thì đã có một cuộc họp với ban lãnh đạo tập đoàn khi mà các anh em cổ đông 60 anh em cổ đông sang Belarus đúng không ạ thì tập đoàn có nói một câu là chúng tôi sẽ có những cổ tức thần thoại cứ chú nhận chúng tôi sẽ có những cổ tức thần thoại vậy thì chúng ta thấy là cổ tức thần thoại thì chắc chắn là những cái cổ tức mà chúng ta không ngờ tới từ những dự án siêu lớn đúng không ạ hiện tại bây giờ chúng ta đã thấy được có những dự án ở đâu nhỉ ở ví dụ như là ở ấn độ chẳng hạn đúng không một cái dự án là bốn năm triệu cây số quý cô chú chị bốn năm triệu cây số thì quý cô chú anh chị có thể hình dung nhân lên tiền cho cho hoàng bích thử xem nào đúng không ạ? Một một cây số thì Hoàng Bích tính trung bình là 5 triệu đô đi. 4,5 triệu cây số thì chúng ta sẽ thu về bao nhiêu tiền và từ những cái 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 những cái dự án lớn như vậy thì chúng ta sẽ có những cái dòng cổ tức như thế nào đúng không ạ? Đó chỉ là một đất nước thôi. Ví dụ như còn đất nước Indonesia, một cái đất nước gọi là vạn đảo hiện tại bây giờ cũng đang gì? À, tìm đến cái giải pháp công nghệ UT chúng ta để kết nối các đảo lại với nhau tạo thành một hệ thống mạng lưới giao thông, đúng không ạ? Vừa là thân thiện với môi trường, vừa thuận lợi cho người dân đi lại, vừa là khai thác cái tiềm năng du lịch của đất nước đấy. Quý chú chúng chị thấy. Vậy thì đối với tất cả những cái đất nước mà mà hiện tại giờ là gì nhỉ? Họ chưa tìm ra giải pháp về cái công nghệ thì hiện tại giờ công nghệ UT chúng ta nó là một công nghệ à À, tuyệt vời đúng không ạ? Đấy. Vậy thì giá cả à, của tất cả những cái 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 um, à, cái, uh, cái 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 um, cổ phần doanh nghiệp OT đúng không? Cái giá giá cả thì nó vô cùng hợp lý đúng không? Và thậm chí ngày hôm nay thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta nắm giữ cổ phần ấy, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy rồi đúng không? Có những cái chiết khấu 180. và thì chích, nếu như chứng chiết khấu 180 thì chỉ cần À, định giá một đô thì chúng ta đã gì đã có sự bứt phá tài chính đến bao nhiêu lần rồi đúng không ạ đến 80 lần 90 lần rồi quý cô chú chị ạ và thì nếu như khi lên sàn nó là 10 đô 50 đô 100 đô thì sao ạ thì cái cái sự bứt phá tài chính của quý cô chú anh chị nó có lớn không ạ chắc chắn là rất lớn đúng không ạ à, giống như cái câu chuyện mà chúng ta sử à, chúng ta góp vốn cổ phần với facebook năm 2004 đúng không ạ đến nay năm 2012 facebook lên sàn IPO thành công với cái giá chào sàn là 38 đô Đúng không? Vậy thì ngày 2004 chúng ta chỉ cần bỏ ra 1.000 đô của tầm 20 triệu Việt Nam Thì năm đến năm 12 chúng ta thu về 91 tỷ 92 tỷ Vậy thì biên độ lợi nhuận của nó nó rơi vào cả tầm mấy nghìn phần trăm Chứ không phải là 1 nghìn phần trăm nữa quý cô chú chị ạ Đấy, mấy nghìn phần trăm Vậy thì chúng ta thấy là đấy là những câu chuyện Nó có thật, đúng không ạ? Đấy Và giá thành sản xuất À, nó có đảm bảo cho cổ đông hay không thì giá thành sản xuất thì hồi nãy hoàng biết cũng đã nói rồi đúng không ạ cái giá thành sản xuất đối với cái công nghệ chúng ta nó vô cùng rẻ nó vô cùng rẻ ở đất nước giàu nghèo đất nước trung bình đều có thể xây dựng được cái công nghệ này quý cô chính chị ạ. kể cả việt nam chúng ta đúng không ạ ví dụ như việt nam chúng ta có những cái dự án mà ví dụ như là cái đường Cát linh hà đông chẳng hạn đúng không chúng ta cũng à, những cái 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 đoạn đường đó chúng ta cũng tính bằng triệu đô đúng không nhưng mà nếu như công nghệ chúng ta đúng không ạ thì chắc chắn là chi phí nó sẽ thấp hơn rất là nhiều lần quý cô chú anh chị rất là nhiều lần đấy vậy thì chúng ta thấy đấy chính là cái biên độ lợi nhuận nó cực kỳ kỳ lớn và nó đảm bảo cho các cổ đông đúng không ạ đảm bảo cái lợi tức cho các cổ đông quý cô chú anh chị nhé và cái thứ 8 là cái doanh nghiệp đó nó có lạm phát hay không vậy thì chúng ta có thể roi vào cái công nghệ chúng ta này ví dụ như chúng ta đi ngày xưa đúng không ạ thì chúng ta đi xe ví dụ như từ buôn ma thuật hoàng biết mà đi sang đi ra hà nội thì mất cái tầm 1 triệu đi đúng không ạ thế nhưng mà ngày hôm nay mà giá xăng dầu tăng thì cái phí vận vận hành chắc chắn nó sẽ tăng đúng không ạ có thể là ngày hôm nay biết mà ra hà nội có thể là mất một triệu rưỡi 1 triệu hai đúng không ạ à, vậy thì chúng ta thấy là xăng dầu tăng thì chi phí nó cũng sẽ tăng lên nó đội lên thế nhưng thế nhưng công nghệ UT chúng ta là sử dụng cái năng lượng gì quý cô chính chị nhỉ đã sử dụng năng lượng gió Vậy thì có lạm phát không à? Năng lượng gió là một nguồn năng lượng vô tận của thiên nhiên Nó có bị lạm phát không quý cô chính chị? Chắc chắn là sẽ không bị lạm phát đúng không ạ? À? Năng lượng mặt trời thì có bị lạm phát không ạ? À? Chúng ta có phải mua, chúng ta có phải bán không ạ? À? Đúng không ạ? À? à, chúng ta cũng không bị lạm phát đúng không ạ? À? Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta đang tận dụng Cái nguồn năng lượng vô hạn của thiên nhiên Một nguồn năng lượng tự sinh Đúng không ạ? À? Và, và gì nhỉ? Đấy chính là nguồn năng lượng mà chúng ta không sợ bị lạm phát đúng không ạ và càng lạm phát thì ust chúng ta lại càng gì càng có lợi quý cô chú anh chị ạ càng lạm phát thì chúng ta lại càng có lợi à, đúng không ạ càng lạm phát thì à, tất cả những cái sự lựa chọn khác chắc chắn là sẽ đội giá lên rất nhiều đúng không ạ à, vậy thì công nghệ chúng ta nó là một công nghệ gì à, công nghệ sử dụng những cái nguồn năng lượng vô tận của thiên nhiên cho nên là chúng ta gì có thể là làm giá được hạ giá xuống đúng không ạ? và thì khi hạ giá xuống thì chắc chắn sẽ rất nhiều sự lựa chọn sẽ rất nhiều người lựa chọn chúng ta đúng không quý cô chính chị nhỉ đấy chính là là cái lợi thế của chúng ta và càng lạm phát thì chúng ta lại càng gì càng có lợi quý cô chính chị nhé đấy đấy chính là cái tiêu chí thứ 8 mà hoàng biết lựa chọn cái 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 doanh nghiệp uet à, tập đoàn của chúng ta à, chào À, chào Xuân vui an nhá Chào Duy Nghị, Duy Nguyễn nhé. Chào Lộc Thành nhé. Mọi người vào tương tác với Hoàng Biết với nào. À cho Hoàng Biết con số à năm yêu thương nào mọi người ơi. <laughs> tương tác cùng Hoàng Biết chút nào. À nếu mà Hoàng Biết chia sẻ cảm thấy à, nếu mà cho Hoàng Biết chia sẻ hay thì à, mọi người có thể cho Hoàng Biết con số 5 yêu thương được không ạ? À? à mọi người đi đâu hết rồi nhỉ? <laughs> <laughs> Hãy cho hoàng biết con số năm yêu thương nào hoàng biết đang chờ để mà à, nhìn thấy những cái con số năm yêu thương gửi đến mình nào. Mọi người ơi có thể comment cho hoàng biết con số năm yêu thương nào. Số năm yêu thương đầu tiên của ai nhở? A à, chào Huyền Uyết Tê nhá, chào em Huyền một người em ở Lạng Sơn. Rồi cảm ơn em Kiều Phượng vẫn là em Kiều Phượng nhanh nhất rồi cảm ơn em Hoàng Dân à, hello, hello, em huyền, huyền nhá, rồi cảm ơn em, à, huyền, unity, à, mọi người tiếp tục nào, rồi cảm ơn em xuân an, xuân vui an nhá, rất năng lượng nhá, <laughs> cảm ơn em xuân vui an nhiều nhá, cho chị rất nhiều con số năm luôn, đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ cái năng lượng mới tạo ra ngân lượng đúng không à, chúng ta phải năng lượng một chút, không, đã không có mặt ở đây thì thôi có mặt là chúng ta phải năng lượng lên nhá, năng lượng để tạo ngân lượng nhá à rồi cảm ơn chị dương thị vong ạ à. à, cảm ơn chị cảm ơn tất cả à, mọi người nhá đã cho hoàng biết con số 5 yêu thương đấy và cái tiêu chí thứ 9 mà hoàng biết lựa chọn cái công nghệ ưu tiên ta đó là có làm cho thế giới đẹp hay không một cái doanh nghiệp một cái sản phẩm mà nó làm cho thế giới ngày càng đẹp hơn thì chúng ta có sẽ lựa có lựa chọn hay không quý cô chính anh chị À, bởi vì chúng ta biết là cái con tàu của chúng ta nó ở trên cao đúng không ạ à, xây à, được xây một à, được à, được à, được à, cái gì nhỉ được trang hoàng ha được à, thiết kế hoàng viết xin lỗi nhá được thiết kế một cách rất là nhỏ gọn đúng không ạ và khi chúng ta nhìn lên con tàu nó vô cùng sạch sẽ và tất cả quý, quý cổ đông chúng ta mà những cái cổ đông mà đã được ngồi trên con tàu đó, họ nói là giống như máy bay thường hạng quý cô chúng chị ạ. ngồi con tàu chúng ta thích lắm giống như đang ngồi trên à, à, những cái à, à, khoang máy bay thượng hạng đó, rất là tuyệt vời luôn à, cảm ơn em lê, lê tuyết nha à, à, và còn sướng hơn cả máy bay nữa quý cô anh chị ạ. ngồi trên con tàu mà vô, vô cùng cảm thấy thoải mái dễ chịu đúng không ạ và sướng hơn cả máy bay đấy đấy là những cái cảm nhận của các cổ đông khi đi sang tận Belarus và khi đi sang tận à, Dubai quý cô chú anh chị nhé đấy và khi chúng ta tham gia cái công nghệ giao thông này đúng không thì chúng ta thấy là giảm tai nạn giao thông bởi vì sao bởi vì à cái con tàu chúng ta chạy một mình trên một đường ray không giao lộ với bất cứ một cái tuyến đường nào khác nào khác quý cô chú anh chị ạ. cho nên là nó giải quyết triệt để vấn đề tai nạn giao thông cái thứ hai nữa là nó là gì nó loại trừ yếu tố con người tất cả đều tự động không người lái quý chú, ý, quý chú ý, chị quý cô chú anh chị nhé tất cả đều tự động không người lái loại trừ yếu tố con người cho nên nó vô cùng an toàn giải quyết bài toán giao thông gần như là triệt để đấy thứ hai nữa là nó giảm về ùn tắc giao thông chị Bởi vì nó là một giao thông cấp 2, nó cách mặt đất từ 10 đến 15 m, đúng không ạ? À? Giao thông cấp 2 cách mặt đất từ 10 đến 15 m cho nên là nó làm cho cái đường phố nhà quý cô chú anh chị nhỉ? À đẹp hơn, đúng không? Không còn cảnh tắc đường, không còn cảnh ồn tắc giao thông, không còn cảnh gì nhỉ? À, phải lấn lướt phải chèn ép nhau trên những cái đoạn đường mà những cái giờ cao điểm quý cô chú anh chị thấy là rất là 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 thương đúng không ạ? Nhiều cái hộ dân đó, nhìn thấy cái nhà trước mắt rồi thế nhưng mà gì? Phải nhích từng từng cm một, đúng không ạ? À, và tan sở từ lúc 5 giờ nhưng mà đến 8 9 giờ mới về đến nhà. Cô cô chú anh chị thấy đây. cái vấn nạn tắc đường là vấn nạn không phải chỉ không riêng Việt Nam mình đúng không ạ? Mà tất cả các quốc gia đều gặp phải. Vậy thì ngày hôm nay nếu như cái công nghệ UT chúng ta mà mà gì nhỉ? mà 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 thương mại thật toàn cầu đúng không ạ? Thì chắc chắn đây chính là một cái bài toán giải quyết bài toán à tắc giao thông quá quá tuyệt vời đúng không quý cô chính trị. Thứ ba nữa là gây ô nhiễm môi trường. Quý cô chính trị thấy là khi chúng ta đi tham gia giao thông á, cái vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ từ những cái động cơ đốt trong hóa thạch đâu ạ, đúng không ạ? Mà từ vấn đề gì nhỉ? à, những cái con những cái lốp ô tô á, đúng không nó trà sát trên mặt đường nó cũng tạo ra nó cũng gây ra ô nhiễm môi trường quý cô chú chị ạ. vậy thì cái công nghệ chúng ta nó lại là cái công nghệ gì à công nghệ <laughs> bánh xe thép trên đường ray thép đúng không ạ à, tích điện trực tiếp trên những thanh ray vào con tàu chúng ta và nó bảo vệ môi trường đúng không ạ à, làm cho môi trường nhau cái quý cô chú chị ạ, xanh sạch đẹp vậy thì nếu chúng ta nếu như chúng ta nắm giữ cổ phần của một doanh nghiệp mà nó tạo ra cho thế giới ngày càng đẹp hơn ngày càng trong xanh hơn đúng không ạ bảo vệ môi trường chúng ta bảo vệ sự sống chúng ta thì chúng ta có lựa chọn để mà góp vốn đầu tư không quý cô chú anh chị à, chắc chắn là có đúng không ạ hoàng viết hoàng viết chính là một minh chứng khi mà nhìn thấy được Khi mà nhận ra thấy được những cái giá trị của cái công nghệ này Nó đem đến cho cho nhân loại Thì Hoàng Việt đã không còn Phải lăn tăn trần trừ Mà Hoàng Việt đã đón nhận ngay Bởi vì bởi vì sao? mặc dù là những cái đồng tiền nhỏ lẻ chúng ta góp vào đây đúng không ạ nhưng chúng ta cũng đang gì chung tay góp sức để bảo vệ môi trường chúng ta bảo vệ sự sống của chúng ta đấy quý cô chú anh chị ạ đấy đó chính là cái tiêu chí thứ chín là tiêu chí gì à nó có làm cho thế giới chúng ta đẹp hơn không thì chắc chắn câu trả lời của hoàng biết với công nghệ ut hoàng biết khi đó lắm khẳng định với quý của, uh, quý cô chú anh chị là gì nhỉ thứ nhất nó sẽ không còn bài toán không còn những cảnh thương đau về tai nạn giao thông thứ hai nó sẽ làm cho À, chúng ta không còn cái cảnh là gì à, à, tan sở mà phải gì nhỉ phải 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 um, tắt đường đúng không ạ phải chờ phải đợi đúng không phải nhích từng cm mới về đến nhà nữa đúng không ạ và thứ ba nữa nó sẽ làm cho cái môi trường cho bầu không khí chúng ta ngày càng trong sạch đúng không ạ xanh sạch đẹp hơn đấy quý cô chú anh chị à chào em nguyễn tính nha đó chính là tiêu chí thứ thứ chín và tiêu chí thứ 10 đó chính là ban điều hành có tâm huyết, có trách nhiệm cao, có trung thực hay không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi ngược lại Ban điều hành chúng ta đó chính là ai nhỉ? À đó chính là có ngài chủ tịch Vậy thì ngài, ngài chủ tịch chúng ta là một người như thế nào quý cô chính trị chị? Ngài chủ tịch của chúng ta là một người như thế nào ạ? À? 40 năm nghiên cứu công nghệ Đúng không ạ Và khi đưa cái công nghệ này ra thương mại toàn cầu Thì cả thế giới quay lưng cả thế giới quay lưng thậm chí cả người vợ của mình cũng quay lưng đúng không ạ à, và sau khi mà với cái sự kiên trì của mình và với cái tâm huyết của một nhà khoa học đúng không ạ ngài đã không bỏ cuộc quý cô chú chị ạ bảy lần thất bại bảy lần thất bại bảy lần gặp những sóng gió thậm chí có những lúc là gì nhỉ được bị uy hiếp cả tính mạng thế nhưng mà ngài vẫn gì à vẫn vượt qua đúng không ạ và đưa cái công nghệ này ra thương mại toàn cầu để cho nhân loại có được một cái công nghệ để giải cứu sự sống, giải cứu hành tinh chúng ta. Quý cô chính chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là ngài chủ tịch có phải là một con người nếu như ngài về tiền đúng không ạ? Thì ngài chỉ cần bán một cái phát minh của ngài thôi là ngài đã cần đã hưởng mấy đời không hết rồi đúng không? quý cô chính chị. Thế nhưng ngày hôm nay quý cô chính chị thấy là 74 tuổi rồi, quý cô chính chị ạ. Thế nhưng mà ngài à ngồi trên máy bay còn hơn là ở nhà và vẫn miệt mài ngày đêm làm việc cống hiến cho đi quý chú anh chị ạ vẫn làm việc ngày đêm cống hiến cho đi mà không đòi hỏi bất cứ một cái gì cả không đòi hỏi bất cứ một điều gì cả bởi vì ngài biết được rằng cái công nghệ của chúng ta chỉ có công nghệ của chúng ta mới giúp cho nhân loại thoát khỏi cái ngõ cụt về về gì nhỉ về năng lượng đúng không ạ về môi trường, về tai nạn, về tắc đường, về rất nhiều thứ quý cô chính trị. đấy vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? À, đặt cái câu hỏi về ngài chủ tịch thì chúng ta có thấy là ngài có đủ tâm huyết chưa? ngài có đủ tâm huyết chưa quý cô chính trị? à chào chào cát tường nhá, chào cát tường cũng là một cổ đông của tập đoàn chúng ta rồi quý cô chính trị. à có đủ tâm huyết chưa? quá đủ tâm huyết luôn đúng không ạ? một nhà khoa học cống hiến hơn nửa đời người để để gì nhỉ? À, mục đích đưa công nghệ này ra đời, mục đích là giải cứu hành tinh, mục đích là làm sao để cho nhân loại có được một cái môi trường thân thiện, an toàn, đúng không ạ? À, tươi đẹp hơn, quý của chúng chị ạ. Đấy và có trách nhiệm hay không, có trung thực hay không? Thì qua tất cả những lần tiếp xúc, đúng không? Qua những gì mà tập đoàn làm được, quý cô chú chị thấy tập đoàn có có bao giờ nói có mà chưa làm không ạ? Thậm chí là nói Đúng không? Làm còn hơn là là nói đúng không ạ? Khi mà tất cả 60 cổ đông của chúng ta đi sang bên Belarus đó, Quý cô chú chị thấy là tất cả mọi người đều vỡ hòa. Vỡ hòa bởi vì sao? Cái nông trại chúng ta nó quá lớn và tất cả những gì mà tập đoàn làm được, một cái văn phòng hơn 10.000 10 m vuông, Quý cô chú anh chị ạ, hơn 10.000 10 m vuông với cái số lượng người, à, người tất cả cán bộ công nhân viên hơn gần 700 người. Quý cô chú anh chị hình dung là một cái số lượng khổng lồ tất cả những chuyên gia những kỹ sư cao cấp ngày đêm làm việc cho chúng ta đúng không ạ và thì chúng ta thấy là gì đấy có phải là một cái tập đoàn tất cả những gì họ làm họ miệt mài họ cần mẫn họ ngày đêm làm ngày hôm nay chúng ta góp vốn cổ phần vào đúng không chúng ta chỉ là ngồi chơi hưởng lạc thôi đúng không còn tất cả những công nhân những kỹ sư những cái cán bộ cao bậc cao cấp ngày người ta là làm ngày làm đêm đúng không ạ làm ngày làm đêm và tất cả những hình ảnh ấy đều được À, gửi về cho tất cả các cổ đông ở trên cái văn phòng cá nhân chúng ta, quý cô chú anh chị, ạ. họ rất trung thực, đúng không ạ? thậm chí là họ có những gì họ không nói nhưng mà họ làm họ được nhiều hơn cả những gì họ nói, quý cô chú anh chị. Ạ. và có những thứ họ họ làm nhưng họ không nói, đúng không ạ? đấy. vậy thì chúng ta thấy là gì? họ rất là trung thực, đúng không ạ? và trung thực nữa là gì nhỉ? khi mà tất cả các cổ đông chúng ta gặp trực tiếp ngài chủ tịch, tại sao tất cả các cổ đông đều vỡ hòa? đều khóc cho hạnh phúc bởi vì sao bởi vì ngài chỉ vào con tàu của chúng ta ngài nói đây là tài sản của tất cả chúng ta đây là tài sản của tất cả quý cổ đông quý của quý cô chú anh chị ạ đấy là tài sản của chúng ta đấy là đứa con tinh thần của tất cả chúng ta quý của chú anh chị ạ và chúng ta thấy là gì nhỉ mặc dù là ngài cống hiến ngài hy sinh ngài 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 cống hiến một cách thầm lặng như vậy đúng không nhưng mà tất cả đều đều gì nhỉ? đều vì à, vì vì chúng ta đúng không? vì nhân loại, vì các cổ đông, vì những người chung tay góp sức với ngài, ngài luôn luôn tri ân đến tất cả những cái cổ đông đúng không ạ? đã cống hiến, đã góp sức, đã cho đi cùng với ngài bằng cái hình thức đó là ghi danh họ tại bảo tàng Belarus những cái hình thức ghi danh, à, những cái hình ảnh, những cái hình ảnh mà tất cả các cổ đông được ghi danh ở bảo tàng Belarus đó, là là một cái bảo tàng mà sẽ ghi danh tên tuổi chúng ta muôn đời tại đó quý cô quý chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là họ rất trân trọng, đúng không ạ? Họ rất trân trọng. Chân quý tất cả những cổ đông, từng cổ đông một, từ những cổ đông nhỏ đến cổ đông lớn, đúng không ạ? Ngài ưu ái chân quý. và cái và cái câu chuyện mà hôm rồi là tất cả quý cổ đông quý cổ đông sang Dubai á Khi mà nghe được là những cái đoàn cổ đông mà đạt giải, đoạt giải mới được gặp ngài và và gì nhỉ và được ngồi trên con tàu còn những những anh em mà không đoạt giải đúng không ạ thì không được gặp ngài ngài đã gì ngài đã trách ngài đã trách là hãy đưa hãy mời tất cả mọi người vào đây để để ngài gặp quý cô chú chị ạ và khi gặp ngài thì quý cô chú anh chị biết là ngài mặc dù là 74 tuổi nhưng mà ngài vẫn đứng ôm từng người một giống như là một người cha ôm những đứa con thân yêu của mình vào lòng vậy ạ quý cô chú chị hoàng biết không trực tiếp đi nhưng mà hoàng bích chỉ nhìn và theo dõi tất cả những hình ảnh ấy nó nó làm cho nó chạm đến trái tim của mình thật sự nó chạm đến trái tim của mình mình giống như là mình 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 giống như mình đang là người được ngài chủ tịch ôm ấp à, được nằm trong vòng tay của ngài mình cảm thấy rất là vui rất là hạnh phúc rất tự hào à, mặc dù ngài là một nhà khoa học nhưng nhưng giữa một nhà khoa học với tất cả các cổ đông dường như không còn khoảng cách mà ở đó chỉ có tình yêu thương tình người thôi quý cô chú anh chị ạ. Cho nên là lý do tại sao mà tất cả các cổ đông giây phút gặp ngài chủ tịch ai cũng đều khóc đúng không ạ? Ai cũng đều khóc khóc trong vui mừng, khóc trong sung sướng và khóc trong hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì à, khi mà ở bên cạnh ngài chúng ta mới thấy được cái sức lan tỏa của ngài rất lớn đúng không ạ? À, một con người quá vĩ đại thế nhưng mà rất gần gũi, rất thân thiện. Đúng không ạ? À, rất thân thiện, rất chân thành. Quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? ban điều hành, ban điều hành trong đó có ngài chủ tịch chúng ta, đúng ạ, là một con người rất tâm huyết, là một con người có tâm, tầm, tài, đúng không, đủ tâm, đủ tầm và đủ tài, quý cô chú anh chị ạ. À, và có trách nhiệm à, và cực kỳ trung thực, đúng không rất trung thực, đúng không ạ. Còn sản phẩm thì chúng ta, con người thì chúng ta đã biết rồi. Còn sản phẩm thì chúng ta không cần phải nói, hoàng biết cũng đã nói rất là nhiều rồi, đúng không ạ. Sản phẩm thì giải quyết triệt để những vấn đề của xã hội những cái những cái mà hiện tại giờ là thế giới đang đi tìm kiếm đúng không thì công nghệ chúng ta đáp ứng được luôn quý cô anh chị nhá còn về pháp lý thì chúng ta thấy là minh bạch rõ ràng đúng không pháp lý chúng ta là được gì BVI một cơ quan chính phủ đứng ra giám sát và bảo vệ quyền lợi cho nhà đầu tư quý cô anh chị ạ thứ hai nữa là gì chúng ta tập đoàn chúng ta đã được cấp mã xin mã định danh chứng khoán quý cô anh chị ạ à mà danh chứng khoán có nghĩa là tất cả những tập đoàn mà muốn những doanh nghiệp mà muốn lên sàn đúng không Quốc tế thì bắt buộc phải có mã IC. Thế tập đoàn Uy chúng ta đã có mã IC từ 2015, 15 rồi quý quý anh chị ạ. Rồi, à, về à, kiểm toán à, thì tập đoàn ta được một cái đơn vị DBO đúng không ạ? À, đứng thứ 5 thế giới, có mặt tại 167 quốc gia, doanh thu hàng năm hơn 10 tỷ USD. À, độc lập họ không liên quan gì đến quyền lợi tập đoàn ta đứng vào vào kiểm toán rất rõ ràng minh bạch quý cô anh chị ạ rất rõ ràng minh bạch đấy có mã ai xin mã định danh chứng khoán này à, kiểm toán hàng năm này đúng không à? và được định giá tập đoàn chúng ta là gì à, tài sản trị sở hữu tệ ngoài được định giá là 400 tỷ usd quý cô chú anh chị ạ à, Đấy chính là những cái pháp lý nó rất rõ ràng và minh minh bạch Còn quyền lợi của chúng ta khi nắm giữ cổ phần doanh nghiệp thì quý cô chú chị đã biết rồi đúng không ạ? À, khi mà chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO á, thì chúng ta mua bằng những số tiền lẻ của chúng ta thôi đúng không ạ? Thế nhưng mà tập đoàn thành công lên sàn thì chúng ta sẽ có sự bứt phá tài chính vô cùng lớn Đấy là thứ nhất Thứ hai nữa, khi chúng ta nắm giữ cổ phần ở đây thì chúng ta sẽ đồng sở hữu công nghệ, đồng sở hữu trí tuệ của ngài đúng không à? ạ? Và ngày hôm nay chúng ta là những cổ đông gốc thì chúng ta đang đồng sở hữu nắm giữa 200 bằng phát minh của ngài và tất cả những cái phát minh của ngài thương mại ở bất cứ quốc gia nào chúng ta đều có quyền được chia cổ tức. Quý cô chú anh chị nhé. Đấy. Và cái thứ ba nữa đó là gì? Đó là chúng ta sẽ được hưởng cổ tức. À, khi tập đoàn kinh doanh, thương mại kinh doanh có lãi, chúng ta sẽ nhận cổ tức hàng năm. Quý cô chú anh chị ạ? nhận cổ tức hàng năm, hàng năm, hàng năm. Đấy chính là dòng tiền đấy và cái thứ tư đó chính là gì? Đó chính là khi chúng ta uh, muốn chuyển nhượng, muốn mua bán, đúng không chúng ta có thể chuyển nhượng kế thừa mua bán cho con cái mình. Quý vị chị nhá. Ví dụ chúng ta muốn kế thừa lại cho con cái thì chúng ta cũng có thể chuyển nhượng cho con cái chúng ta. Chúng ta có thể mua bán cho người khác đúng không ạ? Hoặc là chuyển nhượng cho à, người à, cho cho đối tác khác thì chúng ta vẫn có thể có quyền chuyển nhượng, có quyền mua bán và có quyền thừa thừa kế. Đấy chính là những quyền lợi của tập đoàn chúng ta. Vậy thì chúng ta thấy là gì? Cái tập đoàn UT chúng ta nó đáp ứng 10 đủ 10 tiêu chí của một doanh nghiệp tiềm năng để chúng ta nắm giữ cổ phần trước IPO của quý chính trị À nếu như chúng ta lựa chọn một tập đoàn nó chỉ có 3 đến 10 tiêu chí thôi đã cũng đã tốt lắm rồi quý chính trị Thế nhưng mà tập đoàn chúng ta lại đáp ứng cả 10 tiêu chí Đúng không? 10 trên 10 luôn Thì chúng ta còn có lý do gì Để mà không đón nhận được không ạ? À? Cô chú ý chị ơi, còn có lý do gì Mà chúng ta không đón nhận được không ạ? À? à, chào Đại Tâm nhá, à, Lâu quá rồi, hôm nay mới thấy Đại Tâm Mà bây giờ em vào Chị like xong mất rồi <laughs> Chào Ban Hoàng nhá, Chào Nguyễn Sao nhá, Chào Cát Tường nha Đấy, Vậy thì chúng ta thấy là gì? À 10 tiêu chí của một tập đoàn, một doanh nghiệp để chúng ta nắm giữ cổ phần mà Hoàng Bích đã phân tích cho quý cô chú anh chị thì chúng ta thấy chúng ta đã à, chúng ta còn lo sợ, còn chần chừ, còn lăn tăn điều gì nữa không ạ? À? À, một doanh nghiệp mà đủ 10 tiêu chí luôn thì đấy chính là một cái doanh nghiệp trên cả tuyệt vời rồi quý cô chú anh chị ạ. Đúng không ạ? À? Một doanh nghiệp tuyệt vời người ta chỉ cần đạt 3 trên 10 tiêu chí thôi. Chúng ta là doanh nghiệp chúng ta đạt 10 trên 10 tiêu chí thì quý cô chú anh chị có hình dung ra được là doanh nghiệp chúng ta như thế nào không ạ à? tuyệt vời như thế nào không ạ à? <laughs> chị năng lượng quá lúc nào chị trả năng lượng mà gặp em thì chắc chắn năng lượng nhiều hơn đấy <laughs> bữa nay có vào buôn ma thuật không ạ, à? đại tâm ơi nghe nói bữa nay hà nội rất lạnh lạnh thì phải vào buôn ma thuật chú chú rét đi nào <laughs> À, à, Hoàng Viết cũng à, vừa mới chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị 10 cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn doanh nghiệp nắm giữ cổ phần à, Mọi người còn có câu hỏi gì dành cho Hoàng Viết không ạ? À? Nếu không thì chúng ta có thể là comment cho Hoàng Viết con số 9 Để Hoàng Viết biết được rằng mọi người đang đang ở trong live stream Và đang tương tác cho Hoàng Viết được không ạ? À? Mọi người có thể comment cho Hoàng Viết con số 9 được không ạ? À? Mọi người ơi có thể comment cho Hoàng Viết con số 9 được không ạ? À? <laughs> Đại tâm cảm ơn trong việc cho chị con số 9 nào Vào sau mà bây giờ đi, đâu rồi kìa Đấy năng lượng quá Thế là lại đi đâu rồi đấy à, Chào em Nguyễn Tính Cảm ơn em Nguyễn Tính nha Cảm ơn em Kiều Phượng nha à, Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều Hôm nay Hoàng biết Đã chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị 10 tiêu chí À, để lựa chọn một doanh nghiệp tiềm năng và chúng ta nắm giữ cổ phần doanh nghiệp à, chào anh dân hoàng nhá. à, vậy thì họ hoàng biết đã chia sẻ xong rồi tất cả quý cô chú anh chị ai còn thắc mắc cái gì ai còn lăn tăn ai còn chưa rõ ai còn lo lắng đúng không thì hãy comment riêng cho hoàng biết nhé để hoàng biết giải thích và 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 à, hỗ trợ thêm nhé à, hiện tại giờ thì cũng đã hết giờ rồi hoàng biết xin dừng like và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong buổi livestream lần sau nhé hoàng biết xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ôi <laughs> rồi trinh châu bây giờ mới vào kìa <laughs> hẹn gặp trinh châu buổi sau nhé chào tất cả mọi người nhé hoàng biết tất cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng hoàng biết trong buổi livestream ngày hôm nay